China thích báo tin buồn cho đội tuyển Thái Lan. Dự kiến, AFF Cup năm nay sẽ diễn ra từ giữa tháng 12 đến đầu tháng 1 năm 2023. Đây là giai đoạn mà giải vô địch quốc gia Nhật Bản đã hạ màn. Vì vậy, theo lý thuyết China Thip vẫn có đủ thời gian để trở về Thái Lan chuẩn bị và tham dự AFF Cup. Nhưng anh lại cho rằng mình cần nghỉ ngơi sau quá nhiều tuần thi đấu căng thẳng. China Thip đã chia sẻ cụ thể về điều này. Tôi biết người hâm mộ ủng hộ chúng tôi rất nhiều. Tôi biết ơn và hạnh phúc vì điều đó. Tôi cảm thấy tự hào vì mình là người Thái Lan và có thể chơi thử bóng đá cống hiến cho người hâm mộ. Tôi sẽ cố gắng hết mình trong mọi trận đấu dưới màu áo câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Tại King's Cup thì vẫn chưa biết tôi có trở về tham dự hay không, hoặc thậm chí là giải vô địch Đông Nam Á. Lúc này, vẫn chưa thể biết cơ hội của tôi là như thế nào. Tôi có thể đã tự quyết định rằng mình sẽ không thi đấu vì tôi nghĩ cơ thể mình cần được nghỉ ngơi một chút. Tôi chưa được nghỉ một tháng nào, nhiều nhất chỉ là một tuần, cơ thể tôi không ổn, thể lực ngày càng giảm sút, vì vậy, nhiều khả năng người hâm mộ sẽ không thấy tôi thi đấu vào cuối năm. China Thip tin rằng người hâm mộ sẽ thông cảm cho mình, bởi mục tiêu quan trọng hơn mà Maxi Thái hướng tới là vòng chung kết Asian Cup 2023. Anh nhấn mạnh, có lẽ vì tôi đang thi đấu ở nước ngoài nên lịch thi đấu sẽ không thuận lợi nhiều. Tôi đã dính rất nhiều chấn thương. Nó làm tôi mệt mỏi. Nếu tôi trở lại và thi đấu và bị đau nữa thì rất có thể tôi sẽ không thể ra sân tại Asian Cup 2023. Điều đó sẽ khiến bản thân tôi và đội tuyển quốc gia bị tổn thương, tương tự như China Thip là Quang Hải. Tuy nhiên, nếu như ngôi sao Thái Lan cần thời gian để nghỉ ngơi thì tiền vệ của đội tuyển Việt Nam lại bị ràng buộc bởi lịch thi đấu tại Pau FC. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!